Lúc này thì trọng tài đang cho đội trưởng hai đội làm thủ tục để chuẩn bị thi đấu. 9 toàn Lukaku, số 8 Pele, số 66 Anh Ngọc, số 11 Văn Thọ, số 3 Văn Hoàng và số 10 đó là Trọng Hữu. Và như vậy là hiệp 1 màn đỏ sức giữa anh em Kỳ Quang và Ngọc Mai cũng đã chính thức được bắt đầu. Ở các cầu thủ bên phía Ngọc Mai. Nhưng vừa rồi là một tình huống để mất bóng nguy hiểm. Phong Đen, Phong Đen, cơ hội Phong Đen làm gì đâu? Phong Đen đã hơi chậm trong pha xoay sở của mình. Và các hậu vệ của Ngọc Mai FC đã kịp thời can thiệp. Một tình huống mà nếu như Phong Đen xử lý gọn gàng hơn. Hai đội đều đang chơi rất chủ động. Pha mở bóng dài, tốc độ của Phong Đen qua người rồi, đây rồi, làm gì đâu? Một cầu dày cho cao thủ của anh em Kỳ Quang. Một thoáng giật mình của hàng thủ bên phía Ngọc Mai FC. Và Phong Đen đã rất nhanh băng lên để có một pha xử lý rất tốt. Một tình huống mà Phong Đen đã rất nhanh. Chúng ta cùng một lần nữa để theo dõi lại pha bóng này. Một đường mở bóng dài. Và hàng thủ của Ngọc Mai thì họ đã bị giật mình. Còn Phong Đen thì quá nhanh. Thủ thành Văn Tình dù đã băng ra nhưng không thể ngăn cản được Phong Đen. Tỷ số được mở dành cho anh em Kỳ Quang. Là đội bóng nhập cuộc không phải là quá tốt, nhưng họ lại là đội bóng tận dụng tốt. Văn Phong, vẫn là Phong Đen. Người đang đeo kèm đó là số 5 Giang Kaka. Đưa bóng vào, không được. Rất hay. Tiếp tục là Pele. Bóng đến chân của toàn Lukaku, toàn Lukaku. Bóng đá chạm vào chân của cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Và sẽ chỉ là quả phát bóng lên cho thủ thành quả bóng vừa rồi. Minh Nhật. Rất bình tĩnh. Đó là pha xoay sở của số 18 Van Si. Nguy hiểm và như vậy là lưới của đội bóng áo xanh đã rung lên. Một pha cắt bóng và xử lý rất nhanh của các cầu thủ bên phía Ngọc Mai FC. Và tỷ số của trận đấu được quân bình 1-1. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Người đã ghi bàn đó là số 17 Minh Độ. Và cắt bóng và phối hợp nhanh. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Đó là một tình huống chủ động dứt điểm ngay. Phong Đen. Minh Nhật. Vẫn đang là Minh Nhật. Tốc độ của Phong Đen. Phong Đen qua người rồi. Phong Đen. Phong Đen. Vẫn còn cơ hội vào. Ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội thì Phong Đen đã kịp thời kiến tạo cho người đồng đội ở phía trong. Và để giúp cho anh em Kỳ Quang một lần nữa vươn lên dẫn bàn. Một ngày thi đấu rất tay của Phong Đen. Anh đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Tỉnh. Nhưng sau đó thì tình huống kiến tạo của anh. Bóng đầy trần của anh Đức. Không. Đó có vẻ như là tình huống chuyền bóng của Pele. Văn Thọ. Pha mở bóng dành cho Minh Độ. Minh Độ. Ngay lập tức là câu trả lời đến từ các cầu thủ của Ngọc Mai. Một tình huống chếch mũi dày cực kỳ tinh tế của Minh Độ. Và thủ thành Văn Tý chỉ biết đứng nhìn. Bóng đi vào lưới và thôi. Cú đúp của Minh Độ ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Một pha bóng mà các cầu thủ bên phía Ngọc Mai đã rất nhanh để chấp thời cơ. Người đã kiến tạo cơ hội dành cho các cầu thủ của Ngọc Mai. Văn Độ. Dứt điểm. Khá nguy hiểm và sẽ có quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho đội bóng áo vàng.
vẫn là những pha bàn bật rất hay của các chân sút bên phía Ngọc Mai. Của anh thì lại hơi mạnh so với đà di chuyển của Minh Nhật. Không hề có tình huống việt vị. Làm gì nào? Dứt điểm. Cú dứt điểm của số 20 chưa phải là quá khó. Một tình huống để mất bóng nguy hiểm, cơ vào. Một pha xuất hiện dứt điểm vào. Bàn thắng đến từ rất sớm ở hiệp thi đấu thứ hai này dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Với pha là bàn của Minh Nhật. Một pha bằng vào đây tốc độ của cầu thủ số 9. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Một đường chuyền cực kỳ nhạy cảm. Minh Nhật cũng đã rất lạnh lùng, rất bình tĩnh để loại bỏ thủ thành Văn Tỉnh trước khi dứt cho các cầu thủ áo xanh. Bóng đang trong chân của Văn Cường. Đường mở bóng rất nhanh. Phía trong là số 11, làm gì đâu? Hơi chậm. Người đã dâng cao đó là đưa bóng vào. Nguy hiểm. Không vào. Một sai lầm của đội trưởng Minh Quân. Và suýt chút nữa thì các cầu thủ anh em Kỳ Quang đã phải trả giá. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại phòng này. Minh Quân đã không thể có được một tình huống không chế bóng gọn gàng. Bóng trong chân của Davis. Không hề việt vị. Rất hay. Nhưng chưa thể tung ra một cú dứt điểm. Minh Nhật. Vẫn đang là Minh Nhật. Không có khoảng trống. Davis. Không vào. Một pha xử lý kỹ thuật nhưng bóng đã tìm đến sang ngang. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú chuyền bóng và tung ra và dứt điểm rất nhanh. Kỳ Quang. Lại là một tình huống chuyền dài. Minh Nhật. Quang Hải đang xin bóng. Quang Hải dứt điểm vào. Lần này thì không có bất kỳ một sai sót nào trong pha phối hợp của các cầu thủ anh em Kỳ Quang. Minh Nhật đã rất đồng đội để có lời đáp trả khi trước đó thì Quang Hải đã là người kiến tạo để cho anh ghi bàn. Và lần này là một tình huống kiến tạo đáp trả cho Quang Hải. Đó là số 26, anh Lân trở lại. Nguy hiểm. Minh Độ. Cơ vào. Khá đáng. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng. Dứt điểm. Không vào. Cú sút là của anh Lân nhưng không thể chiến thắng được thủ thành Văn Tý. Một đường chuyền rất tinh tế của Pelé. Đường chuyền của Văn Kiệt. Bóng hướng tới vị trí của Thành Trung. Rất hay. Minh Nhật. Minh Nhật. Đó là một tình huống dứt điểm ngay. Phải mất ảnh. Chưa thể có một pha qua người thành công của số 18 Morichim. Hưng Hội. Đường chuyền nhanh dài cho Minh Nhật. Không hề có tình huống việt vị. Cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Làm gì đâu. Một pha bỏ bóng cực kỳ hợp lý của số 12 Văn Cường. Và ở phía trong thì Văn Nhân đã quá thuận lợi khi mà khung thành của Ngọc Mai đã gần như bỏ trống. Bàn thắng thứ 5 và cách biệt đã được nới rộng thành 3 bàn. Các cầu thủ của Ngọc Mai FC họ cũng đã có những thời điểm, có những cơ hội rất rõ ràng.
nhưng việc chưa thể tận dụng thành công. Tiếng còi đã cất lên và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Sẽ có quả 11m dành cho Ngọc Mai FC. Khi mà chúng tôi vừa nhắc đến việc các cầu thủ của Ngọc Mai FC họ đã có những thời điểm, đã có những cơ hội rõ ràng để có được bàn thắng, thì đội bóng áo vàng đã được nhận một quả 11m. Cơ hội dứt điểm vào. Cú sút rất lạnh lùng của Pele. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Chúng ta một lần nữa theo dõi lại cú sút của số 8 Văn Nhân. Cơ hội dành cho Thành Trung, có khoảng trống dứt điểm ngay. Cú sút rất quyết đoán nhưng chưa chính xác. Văn Nhân. Văn Nhân vào sân từ băng ghế dự bị và tốc độ lúc này đang rất tốt. Văn Nhân, Văn Nhân cơ hội bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Nhân cũng đã kịp để lại một kiến tạo, một pha bóng mà Văn Nhân cũng đã rất nỗ lực để đi bóng, và anh cũng chơi rất đồng đội. Khi mà ở khoảng trống này thì anh hoàn toàn có thể dứt điểm, nhưng quan sát Quang Hải đã băng vào ở một vị trí thuận lợi hơn, thì Văn Nhân đã có một đường căng ngang. Và ở trong một vị trí này thì không có lý do gì để... Và bây giờ lại là tình huống phản công của các cầu thủ áo xanh. Không hề có tình huống việt vị. Messi, Messi, Messi được chuyền vào, cơ hội không vào. Pha xử lý là của Văn Cường. Một tình huống nữa mà chúng ta có thể thấy được tính liên kết và tính. Cơ hội phản công được chuyền hay, không hề có tình huống việt vị của số 12 Văn Cường. Văn Cường, Văn Cường, Văn Cường, Văn Cường, Văn Cường cơ vào. Không thể tin được là ở trong pha bóng vừa rồi thì Văn Cường lại có thể bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn cho riêng mình. Lần thứ hai chỉ trong khoảng chưa đầy 2 phút thì Văn Cường đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Lại là một tình huống phản công. Messi, Messi có thể dứt điểm. Messi. Và lần này thì lưới của Văn Tình đã rung lên. Một tình huống dứt điểm rất lạnh lùng của Messi. Dù đã có thể chạm được vào bóng nhưng Văn Tình đã bất lực khi Messi dứt điểm quá hiểm. Tỷ số được nâng lên thành 7-3. Và đó là dấu chấm hết cho những cơ hội để tìm kiếm một kết quả hòa bên phía Ngọc Mai FC. Thời gian đang trôi dần về như phút cuối và cách biệt đang là 4 bàn. Lại một lần nữa thì họ lại không thể có được một pha phối hợp tốt. Được chuyền hơi chủ quan của Hữu Hội. Minh Quân. Như vậy là đúng lúc này thì tiếng còi khép lại mà đỏ sức giữa anh em Kỳ Quang và Ngọc Mai FC cũng đã chính thức vang lên. Chiến thắng chung cuộc 7-3 dành cho các cầu thủ anh em Kỳ Quang. Một trận đấu mà đội bóng áo xanh họ đã có màn trình diễn cực kỳ thuyết phục, đặc biệt là ở trong hiệp thi đấu thứ hai.